là cái tiệm này Jacques Dillon, là ở đây nó bán về bông hoa ha, cây thế này nọ, rồi nó bán về chim, chim cho cò này nọ, rồi thỏ, rồi này họ là bán đồ thuốc giặt cho bông hoa này nọ đó. Đó là ở đây tiệm này Jacques Dillon. Ok, bông bông thiệt không nha bà con nha. Nó còn chậu này hơi mắc nè, chậu này 12.95 một chậu. 12.95. Thì bà đây xin giới thiệu. Đây là mấy cái củ bông nó đem về trồng. Nó có bán củ đó, mình thích cái bông đó thì mình mua mấy cái củ đó mình về mình trồng. Cái bông sao đẹp không? Củ đó, củ nó. Cái này cũng đẹp nè. Củ đó vậy nè. Đó, củ nó vậy đó. Nè, bông nó đẹp không? Mình nở ra nó đẹp không? Rồi đây đây. Bông củ. Bán bịch vậy bao nhiêu vậy? 9 đồng. 9 đồng 95. Nè, nó bố. Nó bố cái đồng 9 đồng 95. Cái này chắc để nha cho người ta cadeau này ha. Quay vậy. Cái này có học con làm cái gì nữa. Đó, mua nhiều cái này đây về cadeau cho anh ta nè, đẹp không? Trồng sẵn luôn á, làm sẵn. Làm sẵn á, bông cũng đẹp. Đây, cái này thấy ớt nè, thấy không? Thấy ớt không? Cái này đem cho mấy người mà thích ớt á. Vậy vậy. Ăn. Nó trồng bao. Vừa chân trên bàn là vừa ăn luôn nè. Bốn loại. Để trên bàn cái gì ăn cái mình hái ăn luôn. Hái ăn luôn. Nó trồng chung à. Một chậu trồng bốn cái thôi. Cái này bự, cái này giống nhau nè. Cũng vậy, cũng vừa ăn á, để đàn bà ha, cho mình muốn ăn ớt á. Ăn ra luôn, không cần hái luôn. Phần cá với phần hại. Quay bông đẹp không? Cái này bông này bông gì đó? Giống bông cúc vậy đó. Như bông cúc vậy ha. Quá đẹp ha. Ui là. Wow. Đây là bông nha bà con nha. Ở đây là nó bán nè, một chậu bông này đó. Cinnamon. Nó là bông này nó bán là 4 đồng. 4 đồng 99. 4 đồng 99. Một chậu. Này bông tím ha. Hay là để đem qua bông vàng. Bông vàng. Rồi đây qua là cái bông này chuẩn bị nó nở. Nó mới ra bút thôi, chuẩn bị nó nở. Nó nở ra là màu vàng đó. Rồi đây qua đây là những cái chậu lớn. Một quả đẹp bà con ha. Đây nó bán một chậu như vậy là 5 đồng 99. Một chậu này nó bán giá đó 5 đồng 99. Quá đẹp. Nó bán thấy ở đây là cái chậu bông mình mua nó không có mắc. Chậu bông mình mua không có mắc, nhưng mà cái bình tứ này nó mắc nè. Bình ở trong nó là mắc nè. Cái bình này nó tới 9 đồng 95. Bình nó mới mắc. Bông thì mình mua một chậu có 5 đồng mấy thôi. Đủ thứ loại hết nữa. Này không.
đây là chậu này nó bán 6 đồng 99, 6 đồng 99 một chậu. Bông mì bông gì đẹp. Còn phía bên kia là nó bán cho mình để gì mình trồng cây đó, mấy cái đồ treo treo đó đó. Mấy đó mình mua cái chậu mình cầm, mình mua cái đó về mình cũng như cái thuốc vậy đó, là mình cắm vô trong cái chậu. Nhưng mà mình phải biết là cái thuốc nào để đi với cái bông nào nó mới lên được. Ok.